Xin chào tất cả các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái đĩa ảo và chúng ta sẽ đưa cái đĩa ảo này vào ổ đĩa ảo. Với một cái đĩa ảo thì các bạn sẽ sử dụng như một đĩa thật. Chỉ khác là đĩa ảo chúng ta sẽ lưu trữ trong máy tính. Mục đích của đĩa ảo là chúng ta sẽ gói những cái phần mềm hoặc chúng ta muốn sao lưu những cái đĩa đưa vào máy tính của mình. Tôi ví dụ như là các bạn học chương trình tiếng Anh thì đòi hỏi là lúc nào học thì các bạn sẽ bỏ đĩa vào, thì như thế sẽ mất công và trong trường hợp đĩa bị hỏng thì cái đầu đĩa rất là khó đọc. Thế thì chúng ta nên tạo một cái đĩa ảo cho cái đĩa học tiếng Anh này, và khi chúng ta muốn học tiếng Anh chúng ta chỉ việc đưa cái đĩa ảo này vào trong ổ đĩa thì chương trình học tiếng Anh sẽ tự động hiểu là giống như là chúng ta đưa đĩa thật vào. Và cái định dạng của cái đĩa ảo này thường là ISO. Bây giờ tôi sẽ tiến hành download một cái chương trình tạo đĩa ảo và tạo ổ đĩa ảo miễn phí để các bạn sử dụng. Tôi sẽ vào Internet và tôi sẽ nhập địa chỉ là isothis.com. Và tại trang web này thì chúng ta sẽ thấy là chương trình isothis, một bản phần mềm miễn phí. Và tôi sẽ cuộn xuống dưới, tôi sẽ chọn download. Và các bạn thấy rằng chương trình này dung lượng rất là nhẹ, chỉ có 562 KB. Hộp thoại download hiện lên là bởi vì tôi cài chương trình download Internet Download Manager. Thì các bạn có thể xem cài đặt chương trình này trên website CO1. Ở đây tôi sẽ chọn Start Download và tôi chọn Open. Và tôi sẽ tiến hành cài đặt cái chương trình isothis này. Tôi chọn Next. Tôi đồng ý với những cái giấy phép về thỏa thuận bản quyền và tôi chọn Next. Tiếp tục tôi nhấn Next. Và giữ nguyên cái thư mục trên Start Menu và tôi nhấn Next. Tôi sẽ click vào mục Create a Desktop Icon để tạo một cái biểu tượng ra màn hình để tôi dễ sử dụng và tôi chọn Next. Cuối cùng tôi sẽ chọn Install sau khi đã theo dõi hết những cái thông tin về cài đặt. Tôi chọn Install. Và sau khi cài đặt xong, giả sử như các bạn có chương trình CoverSky thì tôi sẽ chọn mục Allow. Và khi các bạn đã cài xong thì tôi sẽ chọn Yes và nhấn Finish để khởi động lại máy tính của mình. Bây giờ tôi sẽ chọn Finish. Sau khi máy tính của tôi khởi động lên thì tôi sẽ mở chương trình isothis lên. Tôi nhấn double click vào cái chương trình này. Thì điều đầu tiên tôi sẽ tạo một cái đĩa ảo từ cái đĩa CD thật. Và do vậy tôi sẽ phải đưa một cái đĩa CD vào máy tính của mình. Thì tôi sẽ đưa cái đĩa CD cẩm nang sử dụng Internet của nhóm C1 phát hành. Bây giờ tôi sẽ tạo cái đĩa ảo cho cái đĩa này. Thì tôi sẽ đóng cái chương trình cẩm nang sử dụng Internet của nhóm C1 lại. Tôi nhấn Internet F4. Và sau khi đã đưa đĩa cẩm nang sử dụng Internet vào thì tôi sẽ chọn mục Create ISO Image from CD-ROM. Và tôi sẽ chọn cái ổ đĩa mà tôi bỏ cái đĩa CD vào, tức là một cái ổ đĩa thật của bạn. Thì ở đây tôi sẽ chọn ổ đĩa CD-ROM E và tôi nhấn vào nút Save. Thì ở đây tôi sẽ để nguyên tên của nó là CO1 cẩm nang 1 và để cái định dạng là ISO và tôi chọn Save. Thì các bạn thấy là quá trình này sẽ tạo ra một cái đĩa ảo trên máy của tôi. Các bạn thấy là chúng ta sử dụng rất là đơn giản. Và tôi sẽ đợi cho chương trình thực hiện xong việc tạo cái đĩa ảo. Thì quá trình tạo lâu hay mau là phụ thuộc vào cái tốc độ đọc của ổ đĩa và cái chất lượng của đĩa là như thế nào. Thì các bạn sẽ đợi để chúng ta tạo xong cái ổ đĩa ảo của mình. Như vậy là cái đĩa ảo của chúng ta đưa được tạo xong. Tôi chọn OK. Thì các bạn thấy là tôi sẽ chọn một Mount ISO Image Add to Disk.
Và tôi sẽ chọn Disk A, và tôi chọn cái ổ đĩa, tôi chọn cái đĩa ảo mà tôi đã tạo. Đĩa ảo giống như là một cái file, do vậy tôi sẽ chọn là C1 cảm năng 1, là một cái file. Nó có cái dung lượng chính bằng dung lượng của cái đĩa của bạn. Bây giờ để mà dễ hiểu thì tôi sẽ lấy cái đĩa thật của tôi ra. Và bây giờ tôi sẽ đút cái đĩa ảo của mình vô thì nó sẽ khởi động y như là chúng ta sử dụng đĩa thật. Như vậy là tôi lấy đĩa thật ra rồi, tôi sẽ chọn C1 cảm năng 1 và tôi chọn Open. Và như vậy là tôi sẽ thấy được cái biểu tượng có dấu X ở đây. Có nghĩa là CD cảm năng Internet 1 đã được đưa vào cái ổ đĩa A. Và nếu các bạn nhấn vào cái button này một lần nữa thì nó sẽ đưa cái đĩa này ra. Thì để mà kiểm tra, tôi sẽ vào My Computer. Và tôi thấy là C1 cảm năng 1 là ổ đĩa A. Tôi double click lên cái ổ đĩa này thì nó sẽ load cái chương trình của nhóm C1 về cảm năng sử dụng Internet. Như vậy là chúng ta đã tạo được cái đĩa ảo và chúng ta tạo ổ đĩa ảo, sau đó chúng ta lấy đĩa ảo đưa vào ổ đĩa ảo và chạy chương trình. Và tôi chọn Close để đóng lại chương trình. Hy vọng là chương trình này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn.